Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với trò chơi của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ chơi trò chơi cái trò chơi cá mập nha. Tại vì có một người nói là cái gì muốn mình chơi này nè mọi người. Đó chính là Hòa nha mọi người. Hòa ơi, xem tôi chơi nè Hòa ơi, thấy vui không? Ok, nào và nếu thích, ai thích video đừng quên cho một like, một share và đăng ký kênh cho mình nhé. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để thông báo mới và đăng ký kênh cho mình nữa nha. Ok nha mọi người. Hòa thấy mình chơi ghê, mình vừa tại ghê luôn Hòa. Trời, thấy mình chơi ghê chưa không? Hòa ơi, nhớ cho mình nhiều like nha Hòa. Nhưng mà thôi, biết chừng nào đi học tao hỏi đó. Ok. Nhưng mà ăn cá nhỏ nha mọi người. Máu mình xanh màu đỏ mọi người. Ăn cá nhỏ nhiều vô nó mới tăng máu. Còn nếu mà không ăn cá nhỏ là mình sẽ bị cái mức máu dần dần nha mọi người. Trời, chơi game này khó vậy mọi người ơi. Cá. Ở Hòa nó đúng á. Game này đồ họa cũng giống ngoài đời á nha. Nhìn cũng được phép á. Gì vậy? Hốt hết tất cả. Ôi dồi. Ây da. Rồi chết luôn. Đúng quá, đụng nguyên vào bơm rồi. Game này mình mới chơi nha mọi người, chứ mình chưa biết chơi nha. Ok, mình sẽ chơi lại nha mọi người. Thà luôn, game này mới chơi cho mình chưa biết. Nó là quả gì hết. Gì đây? Wow. Quá xinh, nhiều con ngầu quá vậy mọi người. Quá trời là ngầu luôn. Ui. Ui, con gì đây? Ghê quá mọi người ơi. Mình sẽ lùi về nha mọi người. Ok. Anh xem nhớ cho mình một like nha mọi người. Ôi, bắt đầu trận chiến nào. Bụp. Không chừa một con nào cả. À, ở đây có em mình nữa, nó nói cái gì và giết người nữa. Ok, mình sẽ giết người luôn nha mọi người. Con bò. Ừ. Cua. Chết đi con trai. Ăn cá vàng. Vãi chưa, không ăn được. Tao mừng vàng ăn được mà. Dạ chà. Cho tao miệng nó ăn được chứ. Chà. Giờ này sẽ có người đâu nha mọi người. Ui. Trời, tao lâu với mình giết người đi tắm biển đó. Ôi, như cá biến thành vàng hết rồi mọi người ơi. Kệ cá vàng, kìa. Hòa ơi, nhớ cho mình nhiều like ra nha. Không giận á. Ui, hai con cá vàng luôn. Trời, xuống kia ở có rương đó mày. Trời, quá trời cá luôn mọi người. Wow. Đây nhiều nha. Nhiều dữ. Ok, mình sẽ xuống đây nha. Mình sẽ nghe lời thằng em mình xuống đây nha. Tại vì hồi nãy... Ui. Wow. Cái nhiều cá vàng quá. Có rương nè. Có cá mập nè. Cá mập nhỏ bảo vệ rương với mày. Đây là trong hang động nè. Mọi người, cái này gọi là hang động dưới nước đó mọi người.
Còn có người dưới đây nữa. À, người dưới đây gọi là thợ lặn. Ừ, người thợ lặn đi bắt cá mập đó. Ui. Ui, có mấy con cá mập kìa. Ui, ui. Tới bảo vệ vương. Mày chạy hả? Chạy hả, con trai của ta. Chết mày chưa? Rồi các bạn thấy mình ghê chưa? Một mình chấp hết luôn. Ây da, con cá này mình không ăn được mọi người. Tôm á. Không, con nó gọi là con gì vậy? Sao nó có gai nhiều quá ta? Cá này thông minh vãi liền. Đang nó dính đạp của mình. Hình như có người mình bị gì á mọi người. Mình thấy là không ổn, hình như mình sắp chết á mọi người. Đó, ủa thôi lặn, thôi lặn. Nó cắn, nó đánh rồi nó. Cái chỗ còn cây dao đó kìa. Chật. Này ăn bình này đi. Bình nó mạnh lắm á. Ơ. Đâu á mọi người. Ơ. Cá đó bị thằng mọc á. Để xem có gì ăn nữa nha mọi người. Ngoài trong nó có cá đuối á. Chết đi. Con cua kịp. Ây da, đau quá. Ở đâu chim, À. Mình cảm thấy là mình ăn hơi bị nhiều rồi đó. Mẹ, úi dồi. Piu piu ơi, đừng hồi sinh, đừng có hồi sinh. Hồi sinh đi, hồi chơi tiếp nha mọi người. Mà hồi sinh mất cục kim cương rồi, khỏi mua cái mập mới á. Khỏi đi. Ôi cái này quá vui nha mọi người. Ok. Để xem mà mình tiết kiệm được bao nhiêu rồi. Vậy cái đấy. Trời trời ơi. Ok, video này là dài rồi, mà nếu các bạn thích video đừng quên cho một like, một share và đăng ký kênh cho mình nhé. Ok, đúng rồi mọi người. Nếu ai thích video này đừng quên cho một like, một share và đăng ký kênh cho mình. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới và video mới nhé. Giờ thì tạm biệt thôi.